chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Phường Lam Sơn làm tốt công tác phát triển đảng viên. Hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng. Đẩy mạnh giải ngân tín dụng của các ngân hàng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông báo kết luận do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản ký về sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 15 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Phương hướng kết luận nhấn mạnh, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị, trong đó người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Dành toàn tâm, toàn lực, quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt mọi khó khăn, thách thức, không ngừng nghỉ, không ngại khó, ngại khổ. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tạo sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ của nhân dân cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công. Phấn đấu năm 2024 hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 1.600 ha đất phục vụ triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất các khu công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư đến cuối năm 2023 và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với hầu hết diện tích được giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư khu công nghiệp. Phấn đấu đạt trên 20 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập thực hiện giải phóng mặt bằng 300 đến 500 ha, thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 200 ha. Tiếp tục quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ thị số 15 CTTU. Cấp ủy chính quyền cấp huyện, nhất là người đứng đầu phải tăng cường hơn nữa về công tác lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án lớn khác. Các cấp ủy chính quyền, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, chủ động kịp thời trong phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm của cán bộ công chức trước những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Các cơ quan chức năng của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ kịp thời các địa phương trong giải phóng mặt bằng, ra soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và ưu tiên tăng cường cán bộ làm trực tiếp công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời điều chuyển thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm, quyết liệt. Thường xuyên ra soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thống nhất thực hiện, nhất là xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, quy hoạch, bảo đảm nơi tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, sớm ổn định cuộc sống và bảo đảm sinh kế, việc làm, quyền lợi chính đáng của người có đất bị thu hồi. Sáng nay, huyện Kim Động tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện thí điểm chuyển hóa xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, huyện Kim Động đã triệt phá 42 vụ buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tuyên truyền vận động 29 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Toàn huyện có 6 trên 17 xã thị trấn và 100% cơ quan đơn vị trường học không có ma túy. Kế hoạch năm 2024, huyện giữ vững 6 xã không có ma túy đã đạt được trong năm 2023 và lựa chọn chuyển hóa thêm 5 xã thị trấn không có ma túy. Phấn đấu đến hết năm 2024, có 11 trên 17 xã thị trấn không có ma túy đạt tỷ lệ 64,7%. Đến hết năm 2025, có 100% xã thị trấn không có ma túy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao sự quyết tâm trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy của huyện Kim Động. Đồng chí nhận định tình hình tội phạm tệ nạn ma túy đang có xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp và không dễ giải quyết đối với tất cả các nhóm đối tượng. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy vì cuộc sống bình yên của nhân dân và thực hiện hiệu quả đề án, đòi hỏi cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng của huyện Kim Động cần đẩy mạnh tuyên truyền cách nhận biết về tệ nạn ma túy, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn ma túy cho nhân dân, thống nhất nhận thức. Việc chuyển hóa phải bắt đầu từ mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng gia đình, khu dân cư, thôn, xã. Các địa phương ngành chức năng khẩn trương phối hợp rà soát đối tượng nghiện, nghi nghiện, tổ chức xét nghiệm, lập danh sách quản lý và hỗ trợ cai nghiện, quản lý đối tượng sau cai nghiện bảo đảm đúng quy định. Huyện Kim Động chủ động phối hợp với các địa phương,
giáp danh để có cơ chế chia sẻ thông tin về các đối tượng nghiện ma túy và triển khai các biện pháp trấn áp các loại tội phạm về ma túy. Hàng quý, tổ chức sơ kết trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai đề án và kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để việc xây dựng chuyển hóa địa bàn không có ma túy bảo đảm hiệu quả thực sự vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã được nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, quản lý các phòng chuyên môn, lãnh đạo quản lý của 26 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở báo cáo về những thuận lợi và khó khăn vướng mắc sau khi thực hiện sáp nhập một số đơn vị trong thời gian qua và đang trong lộ trình xây dựng phương án hoạt động tự chủ. Các đại biểu đã đề xuất những thuận lợi và khó khăn. Nếu thực hiện phương án tự chủ về tài chính, xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật và sẽ có những ảnh hưởng, chi phối đến hoạt động chuyên môn của ngành giáo dục, một ngành nghề có tính chất đặc thù. Đoàn giám sát đã tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của ngành giáo dục và đào tạo để đoàn giám sát đề xuất Hội đồng Nhân dân và Quốc hội xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của ngành, giúp cho hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo được hiệu quả hơn trong tương lai. Năm 2023, thành phố Hưng Yên gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, khi có tới 10 trên 17 phường, xã không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tuy vậy, bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, Đảng bộ phường Lam Sơn vẫn hoàn thành vượt 150% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đảng. Hôm nay, chi bộ Kim Đằng tổ chức kết nạp cho 2 đảng viên mới. Đây là các quần chúng ưu tú đã tốt nghiệp các trường đại học trở về, được địa phương lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào đảng. Được đứng trong hàng ngũ của đảng thì em thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Em rất là vinh dự ạ. Trong thời gian tới thì em sẽ tích cực rèn luyện, tham gia góp ý để cho chi bộ ngày càng trong sạch và vững mạnh. Trước đó, trong năm 2023, chi bộ Kim Đằng cũng đã kết nạp được 5 đảng viên là cán bộ và người lao động công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Yên đóng trên địa bàn phường. Các đồng chí đảng viên mới trẻ có tài năng, có sáng tạo và giúp cho chi bộ ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn, các phong trào mạnh mẽ hơn. Những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn về nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy phường Lam Sơn đã vận dụng linh hoạt cách làm, thành lập tổ vận động phát triển đảng viên để chủ động rà soát, tạo nguồn. Ngoài vận động bồi dưỡng các quần chúng tích cực, nhiệt tình trong các ban ngành đoàn thể, các chi bộ còn phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn chưa có chi bộ riêng để phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú vào đảng. Đảng ủy phường Nam Sơn chúng tôi đã thành lập cái tổ vận động, thì tôi là bí thư, là tổ trưởng, thế còn phân công 2 đồng chí phó bí thư là tổ phó, thế còn các thành viên là mặt trận tổ quốc, bí thư các chi bộ để phát triển đảng viên. Trong năm 2023, với cái sự sát sao chỉ đạo của đảng ủy nên chúng tôi đã kết nạp được 9 đảng viên, hoàn thành được 150% chỉ tiêu thành phố giao. Để tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm 2024, Đảng bộ phường Lam Sơn trọng tâm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, giúp đỡ, động viên, phấn đấu, trưởng thành, tạo nguồn kết nạp đảng ổn định và đảm bảo chất lượng, có phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng nay, tại siêu thị The City Yên Mỹ, Sở Công Thương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2024. Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng để mạnh ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, giúp người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường của những doanh nghiệp có uy tín, tích cực tham gia cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tôi cũng thường xuyên đi đến các hệ thống siêu thị lựa chọn mua các hàng hóa sản phẩm cũng rất là đa dạng.
trên các sản phẩm thì cũng đều có mã truy xuất, và chúng tôi cũng xem hạn sử dụng và các mã và để chúng tôi tham khảo và để mua các sản phẩm. Và những sản phẩm mà không đảm bảo và hết hạn thì chúng tôi cũng có ý kiến kiến nghị với các cửa hàng và các hệ thống siêu thị. Để bảo vệ người tiêu dùng, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã chủ động triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh, kiểm tra liên ngành theo từng chuyên đề, lĩnh vực cụ thể để chủ động phòng ngừa tấn công, răn đe tội phạm, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 12 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 559 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trung tâm thương mại Go Hưng Yên. Theo đó, trung tâm thương mại Go Hưng Yên có diện tích trên 15.800 m², thuộc địa bàn phường Yến Nam, thành phố Hưng Yên. Khu trung tâm thương mại dịch vụ có không gian kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố Hưng Yên và phục vụ nhu cầu thương mại, dịch vụ của người dân khu vực. Đây là căn cứ để thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình thuộc dự án, xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật. Sáng nay tại huyện Yên Mỹ, công ty cổ phần thương mại và vật liệu Sông Hồng là chủ đầu tư khu nhà ở Sông Hồng Diamond City và chợ nông sản tại xã Yên Phú đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phân phối sản phẩm của dự án tới các sàn giao dịch bất động sản trên cả nước. Sông Hồng Diamond City có diện tích gần 8 hecta, cách trung tâm Hà Nội 15 phút xe chạy. Dự án nằm tại vị trí giao nhau giữa hai đường tỉnh 379 và 382 thuộc xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tại trung tâm của ba huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Giang. Chủ đầu tư cam kết với tính minh bạch và tiến độ xây dựng cũng như tính pháp lý đầy đủ của dự án đã hoàn thành với cơ quan quản lý nhà nước các cấp, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Dự án được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép đủ điều kiện bán và kinh doanh nhà ở tới người tiêu dùng. Điểm đặc biệt của dự án là khu chợ nông sản đã đi vào hoạt động với 150 kiosk 2 tầng và 240 gian hàng có mái che trên đường tỉnh 379, quy mô 6 làn xe, kết hợp với khu nhà thấp tầng gồm gần 200 căn biệt thự và liền kề, cùng tòa nhà để ở kết hợp thương mại cao 21 tầng được sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng. Từ đầu năm đến nay, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn giảm so với các năm gần đây. Mặc dù hiện nay các ngân hàng đã tích cực đưa ra các giải pháp để giảm lãi suất cho vay, giảm phí để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn. Đến nay, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 96.000 tỷ đồng, giảm 1,52% so với thời điểm cuối năm 2023. Để khắc phục tình trạng này, các ngân hàng đã quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hưng Yên đến nay dư nợ tín dụng đạt trên 9.000 tỷ đồng và mới hoàn thành 92% kế hoạch quý. Để hỗ trợ khách hàng, chi nhánh đã có nhiều sản phẩm như hỗ trợ lãi suất gói tín dụng tăng trưởng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gói tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể, cho vay phục vụ đời sống, thấu chi, có tài sản bảo đảm. Hiện nay chúng tôi đang triển khai một số cái sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng là hộ kinh doanh mà là các cái đối tác đầu ra của nhóm khách hàng bán buôn tại chi nhánh. Với đặc điểm của các cái sản phẩm này như là lãi suất cho vay thì rất là cạnh tranh, hạn mức cho vay thì tương đối lớn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, nhất là trong giai đoạn đầu năm. Ngoài ra thì ngân hàng cũng đang có một số các cái gói áp dụng đối với các đối tượng khách hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn tại BIDV chi nhánh Hưng Yên cũng đồng hành tháo gỡ khó khăn, chia sẻ cùng khách hàng thông qua việc áp dụng các chính sách, các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho khách hàng. Trong đó đang triển khai các gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn như khách hàng cá nhân có 5 gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, gói 100.000 tỷ cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn, gói tín dụng xanh với lãi suất cho vay thấp nhất 4,3% năm, các gói cho vay trung dài hạn với lãi suất cho vay thấp nhất 6% năm. Với khách hàng doanh nghiệp triển khai 3 gói tín dụng Việt Nam đồng với lãi suất thấp nhất là 4,0% năm đối với kỳ hạn dưới 3 tháng và 4,6% năm đối với kỳ hạn 3 đến 6 tháng. Cùng với tập trung giải ngân, một số ngân hàng đã nâng cao lãi suất huy động như HD Bank Hưng Yên đang huy động vốn tại tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng với lãi suất cao nhất lên đến 5,6% năm.
Bên cạnh đó, các ngân hàng đang điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến của thị trường kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Trên địa bàn tỉnh có 16 nhà máy nước sạch nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn. Trong đó có một nhà máy đã được bàn giao quản lý theo quy định. Còn lại 15 nhà máy hiện đang cho các công ty tư nhân quản lý, vì vậy chưa phát huy hiệu quả cũng như chưa thu hồi vốn. Các nhà máy nước sạch nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn có tổng mức đầu tư phần vốn nhà nước đã được quyết toán trên 100 tỷ đồng, chiếm 60% tổng mức đầu tư, còn lại là vốn địa phương và nhân dân đóng góp. Địa bàn phục vụ của các nhà máy này gồm 28 xã thị trấn và đã cung ứng cho gần 30% tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn toàn tỉnh. Các cơ quan chức năng và các địa phương đã thực hiện kiểm tra rà soát 15 nhà máy nước sạch tập trung đầu tư bằng nguồn vốn chương trình. Qua quá trình kiểm tra rà soát, cơ bản các nhà máy nước đều đang hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch cho người dân, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế về chất lượng nước sinh hoạt, đồng thời mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch sang các khu vực lân cận theo đúng quy hoạch cấp nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thực hiện theo Điều 8 của Nghị định 43 năm 2022 của Chính phủ về quản lý, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch, trong đó quy định việc bán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thực hiện theo hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật. Các ngành chức năng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao quản lý cho doanh nghiệp và thu hồi tài sản nhà nước theo nguyên giá quyết toán. Mùa xuân là thời điểm tốt nhất để trồng các loại cây. Vì vậy, thời điểm này là lúc các nhà vườn sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn huyện Khoái Châu tất bật chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Toàn huyện có khoảng 130 hectare ươm cây giống tập trung tại các xã Tân Châu, Đông Ninh, Bình Minh, Tân Dân. Ngoài một số giống cây ăn quả truyền thống như bưởi, cam, nhãn, những năm gần đây, các nhà vườn trong huyện đã ươm thêm nhiều loại giống mới như xoài, hồng xiêm, mít, vú sữa. Các loại giống mới đã làm phong phú đa dạng chủng loại giống cây trồng để phục vụ nhu cầu chọn lựa giống cây của người dân. Trung bình mỗi sào ruộng, người dân có thể ươm khoảng 1,2 vạn cây giống. Thời gian từ lúc ươm hạt đến khi ra cây giống để xuất bán mất khoảng 1 năm. Thông thường từ tháng 8 âm lịch năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau là thời điểm thích hợp để trồng cây, nên thương lái cũng tập trung đến mua cây giống trong khoảng thời gian này. Hiện nay, mỗi cây giống 1 năm tuổi có giá bán từ 4.000 đến 6.000 đồng một cây. Cây 2 năm tuổi trở lên có giá bán từ 30 đến 80.000 đồng một cây. Một hecta cây giống cho thu nhập từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng một năm. Nghề ươm cây giống không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân mà còn giải quyết được việc làm cho hàng trăm lao động địa phương lúc nông nhàn với mức thu nhập bình quân từ 400 đến 500 nghìn đồng một người một ngày công. Những ngày gần đây, trên địa bàn các địa phương như Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ đã xảy ra tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm gây khó khăn cho công tác tưới dưỡng lúa. Tại trạm bơm Xuân Tràng, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, nước sông ô nhiễm dẫn đến nước bơm lên sủi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân lân cận và người qua đường khó chịu. Đây là trạm bơm xã Chiến, Xuân Tràng, vừa vận hành để tưới cho gần 7 hectare lúa. Nhưng nguồn nước không chỉ đen, mùi rất khó chịu, lại sủi bọt như bong bóng xà phòng, trắng xóa cả một khu vực. Thậm chí, nhiều nơi bọt trắng xóa cao hàng mét, tràn hết cả ra đường giao thông. Dưới lớp bọt, nước sông ngả màu đen kịt, những bọt bẩn này bay vào nhà dân. Nước nó còn bẩn nữa thì nó bọt nên nó đen, chứ không bọt trắng này đâu. Nó cao vượt cái bờ tường này này. Do nguồn nước sông ô nhiễm, hiện nay là thời điểm các trạm bơm lấy nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa xuân sau cấy. Nhưng do nguồn nước không đảm bảo nên nhiều trạm bơm phải dừng hoạt động. Nước đen thì chúng tôi không cho bơm, vì bơm vào thì sợ nó ảnh hưởng đến cái sản xuất. Còn hiện tại bây giờ thì nếu như mà cứ nước đen nhiều mà liên tục thì cái khó khăn là nhân dân vẫn phải cần nước phục vụ sản xuất. Chúng tôi chỉ đưa vào mương thôi. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ có 17 trạm bơm lấy nước từ sông Bắc Thương Hải để tưới cho trên 500 hectare lúa. Theo người dân cho biết, tình trạng nước sông bị ô nhiễm đã xảy ra từ đầu tháng 3 do doanh nghiệp xả thải ở đầu nguồn. Tình trạng nước ô nhiễm đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.